Mến chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Hương Sen Đồng Tháp. Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thi đua sáng tạo xây dựng và ứng dụng các giải pháp công nghệ số thúc đẩy phát triển số nông nghiệp và nông thôn tại Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay từ các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó có ông Nguyễn Giang Hùng, sinh năm 1964, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10. Không chỉ là cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Hùng còn lèo lái hợp tác xã Thắng Lợi, áp dụng thành công nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng các giải pháp công nghệ số cho cây lúa, góp phần giúp cho thành viên của hợp tác xã giảm chi phí, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất. Nội dung chuyên mục hôm nay xin được giới thiệu. Năm 1986, sau 4 năm phục vụ trong quân đội, ông Nguyễn Giang Hùng xuất ngũ trở về địa phương, vừa làm ruộng, vừa tham gia tổ vật tư nông nghiệp của Hội Nông dân xã Mỹ Đông. Đến năm 2002, dưới sự định hướng của địa phương, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi được thành lập. Ông Hùng tham gia ban chủ nhiệm và làm phó chủ nhiệm của Hợp tác xã. Sau đó, ông Hùng đảm nhận vai trò giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi từ năm 2008 đến nay. Với ý chí, nghị lực của một người lính Cụ Hồ, ông Hùng đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn ban đầu để vừa gây dựng kinh tế gia đình, vừa góp phần phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Cuộc sống thì rất nhiều cái khó khăn, nó cũng thử thách nhiều cái, nhưng mà phải cố gắng để làm ăn. Cái thời chú làm nông nghiệp là có hai vụ à. Làm là nó hai vụ thì phải nói là cái cơ sở vật chất, rồi thứ hai nữa trong cái khu vực làm ruộng nó rất vất vả. Làm thì phải đem máy lên bơm tự lực rồi sâu rầy, rồi chưa biết cái khoa học kỹ thuật như thế nào. Lúc đó thì phải làm cái chi phí rất cao, nhưng mà lúa cũng không trúng. Sau nhà nước mới mở kinh ra, mới thành lập cái trạm bơm, rồi mới làm ăn cái kinh tế tập thể. Mới làm tập thể thì hợp tác xã bơm hết toàn bộ trong cái diện tích lúa, rồi nó giảm được cái chi phí. Đến nay thì phải nói cuộc sống cũng ổn định, học được khoa học kỹ thuật, rồi trong cái sản xuất nông nghiệp nó giảm đi cái giá thành, thay đổi cái tư duy của mình trong cái sản xuất. Nhờ tinh thần chịu khó học hỏi và cập nhật, thay đổi tư duy trong sản xuất, ông Hùng đã cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể sát tình hình thực tế của địa phương và vận động nông dân tham gia Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi. Khi mới thành lập, Hợp tác xã chỉ có 21 thành viên với vốn góp là 124 triệu đồng, hoạt động chủ yếu là dịch vụ tưới tiêu. Đến nay, thành viên hợp tác xã đã tăng lên 95 người với vốn góp hơn 1 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động được mở rộng với 5 dịch vụ gồm tưới tiêu, cày xới, sản xuất nước đóng bình đóng chai, liên kết sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa. Đồng chí Hùng dám nói, dám làm, dám vận động bà con nông dân lên các cái mô hình đó là hợp tác xã, để là nâng cao lên, để là tấn hợp tác xã để vận động cho bà con nông dân, để là cùng nhau mà để là xây dựng làm cho nó phấn đấu hơn. Anh Hùng thì ảnh để làm là cho bà con nông dân có lợi trong cái các cái khâu mà sản xuất nông nghiệp, để cho bà con nông dân có lợi nhuận cao. Cái hợp tác xã thì còn tồn tại được thì vững bền là cũng do sự đồng thuận của hội đồng quản trị, sự đoàn kết của bà con, thống nhất cao. Thứ hai nữa là sự quan tâm của đảng và chính quyền ở địa phương. Bây giờ nếu làm hợp xã mà mình trông chờ mình nhà nước hỗ trợ không, là riêng cái nguyện vọng của chú là không có chuyện đó. Phải tự bơi, rồi tự là linh hoạt, rồi sáng tạo, cố gắng để tự bơi trước. Chúng ta cùng đồng lòng, cùng bà con xã viên đồ cái thực hiện làm sao có hiệu quả, mới có cái đồng vốn đó mình thực hiện được cái hợp xã nó lâu dài. Với quan điểm phải chủ động tự bơi, giám đốc hợp tác xã Rạch Nông Dân mà tư duy luôn đổi mới này đã tích cực tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ông Hùng đi học tập kinh nghiệm, kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu về hệ thống giám sát sâu rầy thông minh được đặt trên cánh đồng của hợp tác xã Thắng Lợi.
Nhờ đó, nông dân có thể theo dõi tình hình sâu hại trên đồng ruộng qua điện thoại, thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp ngay từ đầu, giúp bảo tồn nguồn thiên địch, mang lại rất nhiều tiện ích cho nông dân. Bên cạnh đó, ông Hùng còn kêu gọi người dân trong hợp tác xã áp dụng công nghệ tự động hóa trong khâu sử dụng thiết bị bay không người lái khi phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp tiết kiệm được lượng thuốc cần sử dụng, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe so với phun xịt thông thường. Trong quản lý nước, hợp tác xã áp dụng điều tiết nước theo nhu cầu cây lúa, áp dụng tốt quy trình ngập khô xen kẽ, điều khiển bằng hệ thống cảm biến mực nước, hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời và thiết bị bơm tưới nước tự động, giúp giảm được chi phí bơm tưới. Cái trạm để theo dõi sâu rầy thì giúp cho người nông dân rất nhiều trong cái việc qua theo dõi sâu rầy. Thì hiện giờ thì đã có cài cái app vào trong cái điện thoại thông minh, thì bà con nhìn vào trong đó để mà xịt sâu hoặc xịt rầy, một phải mà năm sáu cái giảm đi phân nửa cái khoản chi phí cho người nông dân. Phải nói là người nông dân hiện giờ là có cái quan trắc này là người nông dân lợi nhuận rất là cao. Đồng chí Hùng á có vai trò rất là lớn trong cái hợp tác xã, rất là năng nổ công tác vận động cùng với địa phương để mà thực hiện các cái mô hình từ tỉnh đến trung ương. Thời gian qua trong cái tư duy sản xuất nông nghiệp mà sang kinh tế nông nghiệp đó thì rất là lớn, từ thay đổi cái vai trò của từ cái cách lãnh đạo đối với cái người dân trên địa bàn, đặc biệt là hợp xã Thắng Lợi. Đối với sản xuất nông nghiệp thì vận động người dân á, là đồng chí cũng vận động rất là lớn, trong đó là từ cái mô hình sản xuất nông nghiệp biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, rồi sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Và đặc biệt là sản phẩm phải chất lượng, không chuyện riêng gì hợp sản lại mà tất cả hợp xã khác cũng đang học hỏi, cũng đang nhân rộng ra từ từ để mà tạo cái tăng thu nhập thêm cho người dân. Từ việc chịu khó học hỏi cách làm mới, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, giúp kinh tế gia đình ông Hùng ngày càng được nâng lên. Thu nhập từ việc trồng lúa trên 10 hectare đất mang lại cho gia đình ông Hùng khoảng hơn 1 tỷ 200 triệu đồng một năm. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Văn Hùng còn được tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi. Bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đóng góp hơn 100 triệu đồng một năm cho công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Chú Hùng là luôn tiên phong trong các cái hợp tác xã trực thuộc của địa phương, luôn đi đầu tất cả các phong trào, đặc biệt là cái áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Thực hiện và tham gia cái đề án tái cấu ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó thì chú còn theo môn với địa phương những cái nội dung phối hợp cùng với địa phương để thực hiện một số cái chủ trương lớn, trong đó có cái công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái tiêu chí về sản xuất, đó là cái chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng. Chú là một trong những là cái giám đốc hợp tác xã luôn tiên phong trong tất cả các phong trào ở địa phương. Đối với chú là một cái gương điển hình, địa phương thì cũng hay giới thiệu chú đến các cái hợp tác xã khác để cùng học tập và nói theo gương của chú. Hợp tác xã chú tồn tại hiện nay thì được phát triển là tự hào nhất là cái sự đồng lòng của bà con nông dân. Theo các cái mô hình mình đưa ra thì bà con ủng hộ. Làm này là mình phải có chữ tín với cái tâm, sức khỏe mình còn thì mình phục vụ cho bà con. Với tấm lòng rộng mở và tư duy sản xuất không ngừng đổi mới, ông Nguyễn Văn Hùng đã và đang lèo lái thành công con thuyền Hợp tác xã Thắng Lợi, giúp cho gia đình cùng nhiều bà con ở xã Mỹ Đông có được cuộc sống ấm no. Ghi nhận sự đóng góp này, vừa qua, Ủy ban Nhân dân các cấp, từ xã đến tỉnh và cả Trung ương đã trao tặng nhiều bằng khen tuyên dương tấm gương ông Nguyễn Văn Hùng, một hương sen tháp 10 giản dị mà rất đổi bản lĩnh tận tâm. Chuyên mục Hương Sen Đồng Tháp hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.